Quân đội đang triển khai đồng loạt quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trong thời điểm vàng. Đây là khẳng định của thượng tướng Trần Đơn, ủy viên trung ương đảng, ủy viên thường vụ quân ủy trung ương, thứ trưởng bộ quốc phòng, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của bộ quốc phòng. Dự hội nghị có trung tướng Lê Hiền Vân, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị và trung tướng Phùng Thị Tấn, phó tổng tham mưu trưởng. Tại hội nghị, thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, đây là thời điểm vàng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Cả nước đang cố gắng thực hiện tốt mục tiêu điều trị, không để có trường hợp tử vong, ngăn chặn việc dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng tình xã hội trong chấp hành chỉ thị 16 đấu tranh phản bác, tháo gỡ các thông tin không đúng sự thật, lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Đảng, nhà nước, xuyên tạc chủ trương cách ly xã hội của chính phủ. Cùng với đó, toàn quân cần tăng cường nhiều biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ quan đơn vị, phải giữ vững quân số khỏe, đảm bảo cho quân đội đủ sức chiến đấu, học tập và công tác trong mọi tình huống. Phát hiện sớm và cách ly kịp thời những trường hợp có tiếp xúc với các ca nghi ngờ mắc bệnh. Bộ đội biên phòng tiếp tục tăng cường các chốt chặn kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đường mòn lối mở, nhất là tuyến biên giới phía Tây, Tây Nam, để ngăn chặn các trường hợp nhiễm bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Cục quân y tiếp tục kiện toàn các tổ, đội cơ động, phòng chống dịch và các bệnh viện giã chiến chuyển nhiễm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tiến hành kiểm tra bệnh viện về nội dung triển khai khu vực cách ly, chuẩn bị cho điều trị bệnh nhân COVID-19 và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chống lây nhiễm cho nhân viên quân y trong bệnh viện. Tổng cục hậu cần chuẩn bị kịch bản ứng phó về cơ sở vật chất để bộ đội đảm bảo sẵn sàng chiến đấu dài ngày, chuẩn bị các phương án về xăng dầu, vật tư và dự kiến các phương án tiếp theo. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cấp nhanh, cấp đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, không để các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thiếu đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát cách ly y tế người từ vùng nhập cảnh có dịch về Việt Nam trong 14 ngày. Tư lệnh quân khu, quân đoàn, binh chủng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn cách ly, chống đối, gây rối khu vực cách ly, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly.